Ok, hello anh em. Nay để tiếp tục lên xe đạp cho anh em ơi. Chào mừng anh em quay lại kênh máy nông nghiệp Lê Quân nha anh em. Nay chiều nay cập nhật cho anh em thêm một cây nữa. Cho anh em chơi hệ máy lớn nha, M600 su. Con này su Việt nha anh em, su Việt đời cao nha, hai số phay. Thích hợp cho anh em nào thích đời cao nè. Đó, con này thì tài chính trên 300 nha. Anh em mình cùng tham khảo chi tiết cũng như giá cả em nó thế nào nha. Vào xem nha anh em. Em này thì em su Việt nha anh em. Con này thì sử dụng động cơ 2.4 lít 60 mã lực, động cơ turbo tăng áp nha. Riêng con này xe còn rất là đẹp nha anh em, đời này đời 2020 hai số phay nha. Mình đi cùng đi vô chi tiết nghe em nói nha anh em. Đầu tiên là cái vỏ đầu nè. Vỏ đầu là vỏ Breton chính hãng ta của Nhật nha anh em. BX của Nhật nha. Vỏ này thì thông số là 9522 ha. Mâm này thì mâm G, anh em có thể tháo ra tháo vô được tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em. Made in Japan 100% nha anh em. Đây ha, quá đẹp luôn anh em. Mâm vỏ còn cực kỳ đẹp, chỉ mới chóc nhẹ cái niệm sơn ngoài thôi. Nếu mà anh em kỹ thì em sẽ sơn nhẹ một lớp nước sơn thái nữa. Đó là xài rất là ok luôn. Mâm vỏ đầu tình trạng là gai cũng còn khá là cao nè anh em ha. Cầu số phía trước là chưa mở chưa chạm luôn nha anh em. Đây phần ốc cầu nè, chưa mở chưa chạm luôn nha. Đây bao cam kết với anh em là nguyên bản nguyên zin, routine zin theo máy luôn nè anh em ha. Cái phần ốp ti phía trước mới chóc nhẹ nước sơn bên dưới, ở trên hơi chày chày nhẹ thôi. Cái này nguyên bản nguyên zin, nẹp sườn của máy nè anh em, còn cực kỳ đẹp nha. Nước sơn zin 100% nha anh em ha. Cái này nó chế sẵn cái ống thông hơi cho anh em luôn rồi nè, quá ok luôn ha. Đây phần cầu trước nè anh em, đó rất là đẹp nha anh em. Tài chính anh em nào trên 300 thì chơi cái con này là khỏi phải suy nghĩ nha. Đây anh em nhìn nè, hiện tại thì 6040 mới, xe Việt Nam là 400 mấy nha anh em. Riêng xe Việt Nam là 400 mấy, con này thì 300 mấy thôi, anh em tiết kiệm được rất là nhiều luôn nha anh em ha. Con này thì cầu số còn nguyên bản nguyên si hết, mai ơ nó chưa mở luôn nè anh em. Đây mai ơ, ở mai ơ chụp bánh chưa mở luôn nè, phần cầu trụ chưa mở luôn nè anh em. Xe còn rất là đẹp nha. Đó bây giờ mình đi tới phần cái thằng bơm nha anh em. Đây bơm thủy lực nguyên bản nguyên zin 100% bao cam kết anh em là chưa mở chưa chạm. Đây động cơ 4 máy nè anh em, quá đẹp luôn nha. Nẹp sườn bên tay phải nè anh em, anh em nhìn mấy từ mấy cái ống nhớt nè ha. Rồi phần nồi Ambaya chưa cắt chưa chẻ luôn nha. Đây anh em bao cam kết anh em, xe cực kỳ đẹp nguyên bản nguyên zin đó. Ok ha, quá đẹp luôn anh em. Này hả, khung sườn nè, số khung số máy nè anh em, số khung nè đó. Ok ha, anh em nào chơi hệ M600 su máy lớn thì liên hệ ngay con này, quá đẹp luôn em. Con này thì máy Việt thì nó đi vỏ nhỏ nha anh em, Breton vỏ phía sau là 12.4-32. Vỏ này thì mới bắt đầu nổ xét rồi nè anh em ha. Mâm này cũng là mâm di chuyển, mâm gời luôn nha. Anh em có thể tháo ra tháo vô di chuyển tùy với dù đất, tùy cái anh em chạy ép luống hay là anh em đi xới đi cày, anh em có thể dời ra dời vô rất là thuận tiện nha. Mâm này thì bắt đầu lên xét rồi, nếu mà anh em kỹ em sẽ chà cái lớp xét này ra, em sơn phết lại thì cái đó là hoàn toàn miễn phí cho anh em nha. Gai vẫn còn đẹp luôn anh em ha. Thì con này thì đời này đời hai số phay, đời 2020 này 2020 đầu ha. Đây hai số phay 750 với 4540 ha. Đây cần số cơ nha anh em, hai số phay. Còn nó cái anh em vô số phay nó vẫn xài cái cần này nha. Đó ha. Đó. Anh em nào quan tâm đến con này thì liên hệ với anh em nha. Mâm vỏ bên đây cũng còn khá là đẹp nè anh em. Nó cũng bắt đầu lên xét nhẹ nhẹ nè. Xong xuôi em chà phết ra em sơn lại cho anh em ha. Về phần bên trong nhà nè anh em nhìn nè, bên trong nhà nè, còn gì đẹp luôn anh em. Ha, hai dè hai bên còn rất là đẹp luôn em. Anh em nhìn dè nè, xe này là không chạy bánh lòng nha. Đây nút gùi dè nè anh em, nút gùi dè. Nếu mà anh em chạy bánh lòng là bắt buộc chỗ này là đứt hết, này chạy bánh thun thôi ha. Anh em nhìn phần dè nè, quá đẹp luôn anh em ha. Cần số còn khích ginh luôn anh em. Dòng ngoài 600 này có đồng tốc nhưng mà hiện tại nó chỉ có 8 tiếng 4 lùi thôi ha. Hai tầng tiếng, một tầng lùi, đây một tầng dè nè, tầng tiếng gùa nè, qua đây giữa đây tầng tiếng thỏ nè ha. Phần này là cầu nha anh em, ở phía sau nó hơi chạy chạy nhẹ, chỗ này bao sơn phết hoàn toàn miễn phí là cho anh em để đồ để đạt rồi nó chạy thôi. Ghế zin Kuta 100% rồi, Kuta chữ bể và ghế lớn luôn nè anh em, chưa gách chưa gì hết nha. Đó công tắc đèn còi đồ còn đầy đủ hết, vô lăng còn khích zin luôn nè anh em ha, kiến đầy đủ luôn. Đời này thì 2020 là tem cũ nha, đầu 2020 là tem cũ nha, cuối 2020 mới gọi là tem mới nha anh em ha. Xe thì còn cực kỳ đẹp, anh em nhìn bên trong cái phần động cơ nè. Rồi để mình dỡ động cơ lên cho anh em coi ha. Anh em nhìn từ cái cục turbo nè anh em. Dòng này thì 60 mã lực, động cơ 2.4 lít có turbo tăng áp nha anh em ha. Đây turbo nè anh em, nhìn từ cái cổ bô ra nè. Xe này là cam kết 100% không sơn phết gì cả anh em nhìn nè, quá đẹp luôn nha. Đây dài cái bô nè anh em thấy không? Đó, quá đẹp luôn nha. Cabo thì cực kỳ nét, khỏi phải nói, khỏi suy nghĩ luôn anh em. Cabo này chủ nhà
Xe này xe gia đình anh em, chủ chạy còn quá kỹ luôn, xe quá đẹp nha anh em. Con này thì nguyên zin toàn tập, từ phần nồi âm ba da nè anh em, nhìn phần tới phần lốc số nè, đây số này chưa cắt chưa chẻ luôn nè anh em, đùi nó còn nguyên bản nguyên zin, anh em thấy con đùi không đó, xa xa là con đùi nha đó nè, quá đẹp luôn anh em. Sơn zin 100% mấy cần này còn khích zin luôn nè anh em, nhìn nè ha, quá ok luôn nè đó. Cái này nó mới chóc nhẹ nước sơn ở cái bàn để chân nè anh em ha, đời này đời 2020 chuẩn nha anh em. Đây 2020 xe này là nhập khẩu từ Gia Banh nha anh em, đây nhà sản sản xuất nè ở Gia Banh nha. Việt Nam là công ty lớn ở Bình Dương, chỉ là nơi phân phối thôi. Dòng 6040 Nhật đó, là ở Gia Banh nha, ở Nhật nha. Dòng 6040 Thái mới gọi là nhà máy xe Amkuta nha. Dòng 60 Việt đó, là Việt Nhật nha anh em. Động cơ 2.4 lít nguyên bản nguyên zin, xe còn cực kỳ đẹp nha anh em ơi. Đó, anh em mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ bên em. Dòng này thì xài BTO, từ nay BTO độc lọc là BTO nè. Đó thì anh em muốn chuyển đổi 540 hay 750 thì xài cái cần nãy em quay á. Đây bên đây là hỗ trợ cái ủi đầu cho anh em nè, cổng thi lực ga nè ha, cổng chờ nè đó, xe còn cực kỳ đẹp anh em. Rồi anh em mình có quan tâm thì liên hệ em nha, đó quá đỉnh luôn anh em ơi. Con này thì khỏi phải suy nghĩ rồi, nếu mà anh em lấy riêng máy ga cho anh em 300 mấy thôi ha, 300 mấy thôi, 300 nhỏ thôi đó. Còn anh em lấy phụ kiện cày phay ủi mỗi cái nó mỗi trên lệch giá khác nhau nữa đó, công tắc đèn còi xi nhan đâu còn đầy đủ. Con này hãng tầm ngàn nhà mấy giờ anh em, xe đình nên chạy còn rất kỹ đó nha anh em, đó nguyên zin toàn tập hết trơn nha. Quên nó quay cái đùi cho anh em coi nè, phần đuôi chuột nè, đuôi chuột nguyên zin luôn nè anh em ha. Đuôi chuột này là chưa mở luôn nha anh em, nhìn cái phần gon của cái chụp đuôi chuột nè, đây qua đây dễ thấy hơn nè anh em, đây phần gon nè ha, phần gon đuôi chuột chưa mở nha, đuôi chuột zin nè anh em thấy không, quá đẹp luôn. Cái phần đùi chưa chạm luôn nha, đùi đây, đùi bên trái nè, ở sau nhìn tới bên tay trái nè chưa mở luôn, nắp gù cũng vậy luôn nè anh em ha. Con này nói chung là xe còn rất là liền anh em. Rồi đùi bên phải đây, đùi bên phải ở sau nhìn tới nguyên bản nguyên zin chưa mở chưa chạm. Con này là em bao test thợ thoải mái luôn. Cái phần phía sau nè còn cực kỳ đẹp, sơn zin chăm chăm nè anh em, hộp đồ nghề nè ha, quá đỉnh luôn. Nói chung là xe này còn cực kỳ liền anh em. Tầm giá 300 mấy anh em mua con này quá ok ha, quá hợp lý luôn ha. Con này thì 300 mấy, tầm hơn 300 xíu thôi, nhẹ thôi đó, giao về tận nhà tận nơi cho anh em luôn. Anh em để ý nha, cái đời mà đời cao á, đời từ 2017 2018 trở lên là máy che bằng mẫu nha, bằng nhựa nha. Còn những cái đời trước 2015 2016 trở về trước là máy che bằng composite ha. Đó, con này thì con còn cực kỳ liền nha anh em, xe còn cực kỳ nát luôn. Đó, anh em mình nhu cầu quan tâm thì liên hệ em. Bây giờ mình lên động cơ mình test thử động cơ nè anh em. Con này thì quá đỉnh nè anh em. Nè, công tắc đèn còi xi nhan đâu còn đầy đủ hết nha. Con này tầm 1000 nha. Ngàn mấy giờ anh em, đó quá ok luôn. Anh em nhìn cột khói nè, quá ok luôn nha. Xe còn cực kỳ nét anh em ơi, bơm thế lực em luôn nè. Động cơ nằm quá khỏe luôn, động cơ turbo nè, thấy không? 60 mã lực. Đây là cần này, cần BTO nè anh em. Dày là vô BTO này ha, buông rồi bây giờ nè, thấy không? Đó, về tấm tắt nè, ha. Quá thuận tiện luôn nha, đèn xi nhan zin theo máy còn đầy đủ luôn, là khung sườn môi còn rất là đẹp luôn anh em ha. Đó, xe còn cực kỳ nét luôn nè em, nhìn khói nè đó, quá ok luôn nha. Đó, anh em mình quan tâm thì liên hệ em nha, xe còn rất là đẹp anh em ơi. 300 mấy thôi là có một con, mà số không có con su Việt rồi anh em, nhìn cái cần thắng nè anh em ha. Đó, xe còn cực kỳ nét luôn nha. Đây cơ nè, nạp nhẹ là đi ha. Anh em mua máy xe được miễn phí lọc dầu, lọc nhớt và hai cái lọc thi lực, đó là thay hoàn toàn miễn phí cho anh em. Nếu mà anh em có nhu cầu thay em tặng về nhà anh em thay ha. Nhớt động cơ thì cũng vậy luôn, kiểm tra thay hoàn toàn miễn phí cho anh em. Nhớt thi lực thiếu em chăm thêm cho anh em ha. Xe này còn cực kỳ liền nha anh em, 300 mấy thôi, anh em liên hệ em nha. Ba ngoài 300 ngoài xíu thôi, hơn 300 nhẹ xíu thôi. Anh em mình nếu mà quan tâm chi tiết thì liên hệ em, tránh tình trạng anh em. Nếu mà con này giao về bãi khác á thì nó để bị cái giá nó đội lên dữ lắm ha. Cho nên nếu mà anh em quan tâm, thật sự quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp em. Giá em nó đưa ra là 300 mấy thôi, hơn 300 xíu thôi anh em. Giao về tận nhà tận nơi cho anh em nha. Quan tâm thì nhấc máy gọi nhà em cái nha. Cửa hàng em ở đây, địa chỉ đây anh em. Xã Tân Lung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Long, hai số điện thoại, ba số điện thoại, anh em muốn gọi số nào cũng được nha. Đó, rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi hiện tại trên mạng có rất là nhiều nick giả anh em. Nếu mà anh em mua online thì anh em cứ gọi video ngay số Zalo của em. Quay máy, quay đúng máy, đúng cửa hàng, anh em hãy chuyển cọc nha. Hiện tại trên mạng có rất nhiều thông tin sai lệch, rất nhiều cái thủ đoạn lừa đảo nha anh em. Tránh tình trạng anh em bị mất cọc. Nếu mà anh em chuyển cọc online thì gọi trực tiếp máy số điện thoại cho em nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.